Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 với chủ đề 20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam. Dành tặng trống đồng vào nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện đảo Cô Tô. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học ở Như Thanh. Giữ gìn nét đẹp văn hóa và giá trị lịch sử tại đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 với chủ đề 20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 lựa chọn chủ đề 20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam nhằm khẳng định chặng đường 20 năm tổ chức công đoàn bền bỉ, liên tục phát hiện, vinh danh, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến. Năm nay, chương trình lựa chọn 20 tập thể cá nhân xuất sắc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Các điển hình được vinh danh không chỉ tận tụy, sáng tạo, ngày đêm trăn trở, tìm tòi giải pháp để cống hiến cho xã hội, mà còn có lòng dũng cảm, mưu trí, có tấm lòng nhân hậu, hết lòng vì lợi ích chung. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 năm 2004 đến nay, chương trình Vinh quang Việt Nam đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, viên chức, người lao động cả nước sáng tạo, cống hiến hết mình, đồng lòng tạo nên sức mạnh Việt Nam, khẳng định tinh thần Việt Nam để Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và dân đảo Cô Tô và 134 năm ngày sinh của Người, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô một chiếc trống đồng dâng vào nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiếc trống đồng được mô phỏng theo nguyên bản trống đồng Ngọc Lũ và đúc theo phương pháp thủ công truyền thống bằng đồng đỏ nguyên chất. Đường kính mặt trống rộng 79 cm, tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác. Chiều cao trống 63 cm, tượng trưng cho 63 năm Bác ra thăm quân và dân đảo Cô Tô. Trên thân trống có khắc họa nhiều hình ảnh ý nghĩa như hình ảnh quê nội và song thân của Bác, hình ảnh cờ quyết thắng tung bay trên nóc hầm The Cast, hình xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đây là hiện vật có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng vì mỗi con số hoa văn đều mang thông điệp thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của nhân dân với Bác Hồ, đồng thời như một lời nhắc nhở mỗi người dân luôn hướng về và có hành động thiết thực góp phần bảo vệ lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sau lễ tiếp nhận, trống đồng sẽ được trưng bày tại nhà lưu niệm thuộc di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô và không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú Như Thanh đã ra mắt mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học nhằm giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ và được bồi đắp thêm lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Như Thanh được thiết kế với 5 không gian, giới thiệu về quê hương, gia đình và tuổi thơ Bác Hồ. Hành trình đi tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Bác, những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Nhiều loại sách báo, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tư liệu bài viết về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Bác Hồ. Tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Như Thanh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và đón học sinh vào học các tiết ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân. Dự kiến, không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường sẽ được mở cửa đón học sinh đến đọc sách và tham gia các hoạt động bổ ích trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Từ mô hình này, Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh sẽ phối hợp với các nhà trường nhân rộng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các trường học trên địa bàn toàn huyện. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lớp tập huấn biên đạo, tập luyện và hỗ trợ đạo cụ, trang phục cho đội văn nghệ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Tham gia lớp tập huấn, 50 học viên là các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ cơ sở, hội viên của đội văn nghệ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đã được truyền đạt, hướng dẫn phương pháp biên đạo và xây dựng một chương trình văn nghệ dân gian, thực hành về cách thức biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc dân tộc Mường. Các ca khúc mới mang âm hưởng dân gian, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Đạo diễn và xây dựng một chương trình văn nghệ dân gian với thời lượng từ 30 đến 35 phút nhằm phục vụ khách du lịch, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của địa phương. Tổ chức các buổi biểu diễn giao lưu văn nghệ, tương tác cùng nhân dân và du khách thập phương tại khu du lịch Suối Cá. Thông qua lớp tập huấn nhằm bảo lưu, giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật, văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa,
đồng thời trang bị phương pháp, kỹ năng, tổ chức các chương trình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh, đền thờ Lê Hoàn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa được hun đúc từ bao đời nay trên mảnh đất Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đền thờ Lê Hoàn nằm ở ngôi làng hàng trăm năm tuổi, Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, nơi đã sinh ra vị khai quốc của triều Tiền Lê hiển hách trong lịch sử dân tộc, Lê Đại Hành, hoàng đế. Năm Canh Thìn 980, Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Phúc. Vua đánh tan quân Tống, giữ yên bờ cõi, chinh phạt Chiêm Thành, từng bước khẳng định chủ quyền đất nước dân tộc. Cho đúc tiền Thiên Phú, chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, thương mại. Lê Đại Hành hoàng đế mất ngày 8 tháng 3 năm Ất Tỵ 1005 tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đền thờ Lê Hoàn có phong cách kiến trúc đền thờ truyền thống của người Việt và nghi lễ bài trí gắn liền với tâm thức cổ truyền. Giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đền thờ Lê Hoàn là lối kiến trúc hình chữ công, có hệ vì kèo đặc trưng gồm giá chiêng, chồng giường, con nhị, kéo góc theo lối dầm đỡ chống nóc, tạo nên một sự liên kết vững chắc đối với các vì cũng như tổng thể ngôi đền. Đền thờ Lê Hoàn còn có những bức chạm thùng, chạm nổi, chạm bong tinh xảo trên một đồ án bố cục chặt chẽ, thể hiện tư duy thẩm mỹ cao của những nghệ nhân tài hoa. Đặc biệt, đền còn bảo tồn được những tài liệu, hiện vật cổ như văn bia, sắc phong, lệnh chỉ, cầu đối, đại tự, hương án, khám thờ, tượng pháp, 14 đạo sắc phong của các đời vua từ năm 1674 đến năm 1887, 6 đạo lệnh chỉ của các chúa Trịnh. Tại đền thờ Lê Hoàn hiện còn lưu giữ được 2 tấm bia được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 17. Tấm bia thứ nhất được dựng vào năm Hoàng Định thứ 2, tức năm 1602, triều vua Lê Kính Tông. Bia cao 1,22m, rộng 0,79m, dày 0,22m, đế bia vuông dày 0,28m, bốn mặt chạm cánh sen. Bia do Thượng thư Tế Tửu Quốc Tử Giám Mai Lĩnh, Hầu Phùng Khắc Hoan soạn, nói về việc năm Hồng Đức thứ 15, năm 1484, vua Lê Thánh Tông cấp cho làng Trung Lập 67 mẫu ruộng dùng trong việc thờ cúng ở đền thờ vua Lê Đại Hành. Bia thứ hai được dựng vào năm Vĩnh Tộ thứ 8, tức năm 1626, nhân dịp trùng tu đền. Theo đề nghị của dân bản xã, lễ bộ tả thị Lang Phương, Lan Hầu, Nguyễn Thực soạn văn bia. Bia cao 1,65m x 1,17m, dày 0,21m. Đế bia hình chữ nhật, dày 0,28m, chạm xoáy nước. Chán bia khắc 8 chữ to, Lê Đại Hành, Hoàng đế, Điện Miếu Bi. Văn bia gồm 2 phần, phần tự và phần minh. Phần tự nhắc về truyền thuyết bà Đặng Thị, Mộng Hoa Sen sinh ra đức vua và việc lên ngôi của vua Lê là thuận lẽ trời và hợp lòng người. Ghi lại những chiến công của vua Lê phá Tống Bình Chiêm, xây dựng nước Đại Cổ Việt độc lập, tự chủ và hùng mạnh, buộc nhà Tống phải công nhận vương triều nhà Tiền Lê. Phần minh có đoạn: dân thờ phụng, nước tế tự, cầu thì cảm, ứng thì thông, chống tai dẹp họa, làm cho dân mạnh của giàu, ngầm giúp phúc cho nước, mãi mãi khôn cùng. Thì đây là cái nơi mà để con em địa phương Xuân Lập nói riêng và nhân dân trong huyện Xuân nói chung phát huy các cái giá trị về văn hóa truyền thống. Từ đó thì là giúp con thế hệ trẻ, các em đặc biệt các học sinh hiểu được về cái giá trị truyền thống và công lao sự nghiệp của đức vua, để các em mà trang bị cho mình cái hành trang, và đó là động lực để phát huy cái giá trị truyền thống, rồi để học tập công tác tốt hơn. Qua nhiều thế kỷ, đền thờ Lê Hoàn luôn là nơi hậu thế hướng về, bày tỏ sự thành kính, ngưỡng vọng, tri ân và thực hành các nghi lễ thờ cúng người anh hùng dân tộc, vị vua khai sáng vương triều Tiền Lê. Trong suốt 24 năm trị vì của ông, đất nước luôn bình yên, cuộc sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc bởi nhiều cải cách, được coi là những tiến bộ vượt bậc so với các triều đại phong kiến trước đây. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh về ngôi đền cổ kính thờ Đức Vua Lê Đại Hành trên đất Thọ Xuân cũng đã khép lại bản tin văn hóa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.